Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Lâm Sung Vlog. Hiện tại tôi đang dã con bốt ở chapter 3, ở chương 3 chapter 5 hiệp 10 anh em nhé. Đấy, lại gặp con chẩu master anh em ạ. Thôi không nhiều lời nữa, chúng ta cùng vào nhé. Phịch thôi, lùi bước về sau anh em ạ. Thôi mày hết cơ hội rồi con, mày hết cơ hội rồi, hết cơ hội rồi, con hiểu chưa? Con hết cơ hội rồi, hiểu chưa? Chỉ ba cơ anh em ạ. Đấy anh em thấy thế nào? May quá tôi có vòng bảo vệ, không quả ý nhìn xét vào người tôi chết luôn anh em ạ. Thật đấy, chết luôn. Đấy anh em thấy không? Quả này tàn sát bốt, là kết liễu bốt cực nhanh. Tôi không thể nào. Đấy tôi lại vẫn dính cái lỗi mà bị nhìn xét vào người ý anh em. Đấy nguy hiểm quá anh em ạ. Đấy lại còn đơ luôn này. Game nó làm không fix cái lỗi này anh em. Từ đầu mới ra mắt đấy. Đánh con master này nhá. Đấy. Đánh nó còn một cột máu nhá. Nhìn tự nhiên nhìn xét dáng xuống là điện thoại mình đơ đứng hình như này luôn. Đấy. Anh em thấy thế khắm không? Đang live stream cho anh em xem. Thôi chúng ta cùng thoát ra nhé. Thoát ra vào lại. Thật sự với anh em một câu là tôi dã quả vừa rồi là dã bốt là rất là nhuệ nhoàng. Đấy. Đấy anh em thấy không? Chỉ khoảng 15, 115 giây. Không thể nào mà có thể nhanh hơn, hiểu không? Ôi mày quá anh em ạ. Tôi lại cứ tưởng thua thắng rồi. Khá. Thôi anh em ạ, hôm nay đến đây thôi. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Đấy, tôi vẫn luôn ghi lại những diễn biến dã bốt cho anh em xem. Đấy, rất là mãn nhãn anh em nhé. Đấy, đây là chapter 5 đã hoàn thành rồi. Bye bye anh em nhá. Bây giờ là... Thôi ngủ anh em ơi. Nhiều lời.